Sáng nay tại thành phố Hà Giang, dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 24 cho ý kiến vào điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh, xem xét cho ý kiến thẩm tra việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cùng một số địa phương. Trình bày báo cáo tóm tắt về việc sắp xếp đơn vị hành chính của các tỉnh Nam Định, Tuyên Quang, Sóc Trăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, tỉnh Nam Định dự kiến nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định, tỉnh Tuyên Quang đề nghị nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hồng Lạc với xã Vân Sơn để thành lập xã Hồng Sơn mới thuộc huyện Sơn Dương. Tỉnh Sóc Trăng tiến hành nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường 1 với phường 9 để thành lập phường 1 mới thuộc thành phố Sóc Trăng. Cơ bản tán thành với các đề án sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính của ba tỉnh. Tuy nhiên, từ thực tế sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính tại các địa phương thời gian qua, các đại biểu đề nghị các tỉnh, các bộ có liên quan có hướng dẫn cụ thể hơn để tháo gỡ vướng mắc trong sắp xếp tài sản công dôi dư sau sắp nhập đơn vị hành chính. Khi giải quyết trụ sở dôi dư thì vô cùng khó. Các chị ạ, mà hôm nay đấy tôi cũng nói có cả bộ xây dựng này, bộ tài nguyên này, rồi bộ tài chính mà không tháo gỡ không làm được đâu. Ngày hôm qua Hội đồng Nhân dân tỉnh chúng tôi vẫn chất vấn tiếp Giám đốc Sở Tài chính từ hồi năm 2020 cho đến nay vẫn không giải quyết được, không đáng kể, đáng chuyện. Thì tôi thấy là cái này các đồng chí cũng phải có một cái phương án giải quyết thật là tốt. Và cũng phải tham mưu cơ chế thật tốt. Thì khi mà chúng ta sáp nhập các cái đơn vị vào thì chúng ta vẫn cần có một cái trụ sở rộng hơn. Chúng ta vẫn phải đầu tư, chúng ta vẫn phải có một cái trụ sở tốt hơn để cho người dân có thể đến để thực hiện các cái nhiệm vụ cũng như là đến cái quyền của mình. Cũng đề nghị là các đồng chí cũng cần phải có một cái tính toán thật là kỹ. Bởi vì làm sao chúng ta đảm bảo hài hòa lợi ích, tức là lợi ích của nhà nước là chúng ta đã đạt được, nhưng cái người dân là người trực tiếp được thụ hưởng sau cái việc sắp xếp đơn vị hành chính này thì người dân cũng phải là người mà được hưởng cái quyền lợi, và trong đó là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong cái việc đi lại rồi là trong cái việc mà làm các cái thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ, chính quyền các địa phương lưu ý quan tâm thực hiện một số công việc liên quan đến công tác thông tin tuyên truyền, tạo thuận lợi nhất cho tổ chức cá nhân trong việc thay đổi con dấu, giấy tờ, có biện pháp huy động các nguồn lực đầu tư đối với các đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp, đặc biệt là các đơn vị hành chính đô thị, việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, việc sắp xếp bố trí các chức danh cán bộ chủ chốt để chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng để giải quyết những khó khăn vướng mắc của người dân khi sắp xếp đơn vị hành chính.